quán vỉa hè á con, quán vỉa hè kêu là quán cóc á. Ba nó đi sang trọng rồi quá đi vỉa hè. Có chứ, cái nó môn thể thao á. Trời, môn thể thao đó là rầm rộ lắm. Bên ngoài thấy thể thao mạnh lắm. Nó phái thể thao lắm. Bên ngoài nó rầm rộ lắm. Thế họ đâu có tham gia cái chỗ quán ăn ở chợ trên này nè. Trời ơi chị ơi, sao anh dẫn em đi ra cái chỗ này? Trời, anh thẳng em thích ăn những cái chỗ này nè. Hay là vô trong chợ. Cái làm thế sao? Nó kêu chui ra. Cái này là ăn buffet á chị. Buffet cái thứ gì cũng có chứ. Nghĩa là vô ăn mỗi người với anh Việt. Anh Việt bữa nào rảnh rảnh buổi sáng á mình đi ăn buffet trên trên chợ lầu nè. Ông bảy, cái món gì nó cũng có hết á, ra thích ăn gì kêu đó. Bữa hôm trước á là gọi là món đó mới gọi là đặc sản. Con Thủy á, con Thủy nó Hà Nội nó vô nó đi với thằng chồng nó nữa. Em thì em nghĩ thằng chồng nó không có ăn quán cái này, dẫn nó vô quán vô tiệm. Nó ăn xong nó hồi em chặt em dẫn nó lên để nó coi chợ đi. Chị em dẫn chợ nó, trời ơi chị ơi, sáng ra chị không dẫn vợ chồng em lên đây. Lên đây em kêu là ăn buffet á. Buffet. Buffet luôn á. Cái món gì nó cũng có anh Việt, thoải mái. Bánh cuốn, bún hải, bánh mì. Cái Thủy nó kêu mai mốt mà nó vô lần nữa là hai chị em mình đi ăn. Bây giờ ví dụ một tô mình kêu một cái tô nhỏ hoặc là cái món nào cũng được ăn. Nhưng mà trên chợ lầu nó bán nhiều món mà ngon. Ngon chứ. Mấy bạn đã bán toàn là hai mấy 30 năm không kinh nghiệm. Ngon mà cũng có nhiều thức ăn rồi nó thấy sạch sẽ. Miếng măng mà bà Hồng rồi đó. Bán 30 năm rồi, hai mấy 30 năm mà nói chung họ bán bình dân.